Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Bí ẩn ghê rợn sau hiện tượng bóng đè. Vào tháng 8 2016, một người phụ nữ nói rằng bà đã bị tấn công bởi một con Pokemon thật. Ảo giác ghê rợn của bà cho thấy vùng trạng vạng bí ẩn giữa trạng thái ngủ và thức, một trạng thái kỳ lạ của ý thức có thể ẩn sâu sau rất nhiều hiện tượng khác nhau. Từ các phiên tòa xử phù thủy Salem đến các vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhà tâm lý học Matthew Tompkins giải thích thêm về hiện tượng này. Tại Moscow của Nga, mùa hè năm rồi, một phụ nữ mơ màng trong giấc ngủ sau khi chơi trò Pokemon trên điện thoại. Đêm đó, bà thức giấc vì ngực bị đè mạnh. Bà mở mắt và sau này kể lại là bà thấy mình đang bị tấn công bởi một con vật Pokemon có kích cỡ như ngoài đời thực. Không phải là một người mặc trang phục Pokemon mà là một con Pokemon thật. Hoảng loạn nhưng không thể nói được, bà vật lộn với sinh vật. Trong khi người bạn trai ngủ mê mệt ngay bên cạnh không biết gì, cuối cùng bà cũng vùng dậy được và con Pokemon biến mất. Sau một lúc lung sục khắp nhà, người phụ nữ đến báo cảnh sát về vụ tấn công. Tin tức về vụ báo cảnh sát của bà ngay lập tức và có chút hài hước đã được nhiều bài báo lá cải quốc tế đăng lại. Tin này nhanh chóng lan truyền trên Internet và cuối cùng xuất hiện trong các nội dung của các tài khoản mạng xã hội của tôi. Nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi với tư cách là nhà tâm lý học thí nghiệm với quan tâm chủ yếu vào các trải nghiệm nhận thức bất thường khi ấy là ồ, điều này có thể xảy ra với bất cứ ai. Mặc dù không thể rõ ràng giải thích trải nghiệm của phụ nữ này, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn tự tin rằng vụ tấn công ban đêm của Pokemon này phù hợp chính xác với những hiểu biết của chúng ta về giấc ngủ. Thêm vào đó, dựa vào những gì chúng ta biết về hiện tượng tâm thần bí ẩn này và cảm giác kỳ lạ mà nó đem lại, người ta có thể ở mức độ nào đó miêu tả trải nghiệm của bà là bình thường. Cách giải thích ngắn gọn nghe có vẻ nghịch lý là có thể bà đã bị đánh thức và bà có thể đang mơ. Tạm thời, hãy đặt con Pokemon qua một bên. Ta thử xem nội dung bà tường trình đã thức giấc, không cử động được với sức nặng đè lên người. Cụm từ kỹ thuật chỉ hiện tượng này là bóng đè, một thể loại của rối loạn giấc ngủ. Ngoài việc không thể cử động được, khoảng thời gian bị tê liệt khi tỉnh giấc này thường đi kèm với các ảo giác đa chiều. Kết quả là những hình ảnh tưởng tượng trong giấc mơ có thể xâm nhập vào hiện thực khi bạn đã tỉnh giấc. Nội dung của ảo giác thường có chủ đề liên quan với cảm giác tê liệt tái hiện lại thành hình ảnh bị kẻ xâm nhập trên ghì chặt xuống khi đang ngủ. Dấu ấn các vụ liên quan đến hiện tượng bóng đè có thể tìm thấy trong suốt chiều dài lịch sử và văn hóa với những ghi nhận xa xưa nhất từ 400 năm trước công nguyên. Bóng đè lần đầu tiên được đề cập đến trong sách Zhuili, một quyển sách của Trung Quốc về giấc ngủ và giấc mơ. Sách phân loại ra nhiều kiểu khác nhau của giấc mơ và các nhà nghiên cứu đã xác định giấc mơ bất thần có rất nhiều tính chất liên quan đến hiện tượng bóng đè. Tùy vào khoảng thời gian và bối cảnh văn hóa, hình ảnh trong những cơn ác mộng này có thể được diễn dịch thành những ý khác nhau. Các nhà nghiên cứu hiện tượng bóng đè Brian Sapler và Don Gramsci đã thu thập 118 cách diễn đạt khác nhau trên khắp thế giới mô tả về trải nghiệm bị bóng đè. Người Đức có cụm từ Hestendrucken, bị phù thủy đè, và từ Abdrucken là bị tiên đè. Chuyên cổ Na Uy có từ Svatafa, chỉ các vị tiên độc ác bắn người ta bằng những mũi tên tê liệt trước khi đậu lên ngực nạn nhân. Người Nhật Bản có từ Kanashibari với ý chỉ bị trói chặt một cách kỳ lạ bởi một sợi dây kim loại vô hình. Ở nhiều nơi tại Thụy Sĩ, người ta nói về Munton, một bà tiên ác mộng xấu xa thường cải trang thành một con cừu đen. Người Cớt dùng đến từ Montaka, một linh hồn độc ác làm người ta ngạt thở đêm khuya. Người Iran có cụm từ Bata nói đến một loạt linh hồn cấp thấp hơn thiên thần trong Hồi giáo, ngồi lên ngực người đang ngủ. Các nhà khoa học đã lý thuyết hóa hiện tượng bóng đè có thể dẫn đến hiện tượng người ngoài hành tinh bắt cóc. Vì thế, tôi không cảm thấy có gì khác biệt lắm khi đề cập đến vụ việc bị Pokemon quấy rối.
cảm giác bị đè nặng. Để so sánh, hãy xem xét điều được John Launer đề cập sau. Người đã cung cấp chứng cứ cho tòa án phù thủy Salem nổi tiếng vào năm 1692. Tôi đi ngủ rất khỏe và cái chết của bóng đêm đè nặng lên ngực tôi. Và tôi tỉnh dậy, nhìn quanh và bên ngoài kia dưới ánh trăng tôi nhìn thấy rõ ràng Bishop hoặc hình dạng trông giống cô ta đang ngồi trên bụng tôi và đặt cánh tay tôi xuống sườn để tôi không bị lực ép mạnh. Cô ta lập tức chặn cổ họng tôi khiến tôi hầu như ngạt thở. Và tôi không có chút sức mạnh hay năng lượng gì trên tay để có thể thoát ra hoặc tự vệ. Cứ trong tư thế đó, cô ta ghi giữ tôi suốt cả ngày. Tương tự như người phụ nữ ở Moscow năm 2006, chôn thấy một nhân vật ngồi lên người ông, đi kèm với cảm giác đè chặt và bị tê liệt. Mặc dù trong tình huống của ông, cách giải thích tốt nhất ông tìm ra là cho rằng mình đã bị một mụ phù thủy ở gần đó tấn công. Bạn có thể thấy sự tương tự với vụ việc Pokemon nổi lên, các dấu hiệu hiện tượng bóng đè. Ông tỉnh dậy giữa đêm, không cử động được, cảm thấy có ai đó ngồi lên người mình, chặn hơi thở ông lại. Và một phần đen tối khác của lịch sử là sau lời khai của John, Bishop bị hành quyết bằng phương thức treo cổ. Bà trở thành nạn nhân đầu tiên mất mạng trong cơn sốt tiêu diệt phù thủy Salem. Bằng chứng của John đưa ra không hoàn toàn là căn cứ chính để buộc tội bà, mà nó được xác nhận bởi một chứng cứ vật lý khác, đó là có thể Bishop sở hữu một núm vú siêu nhiên. Sau khi bị nhận dạng một lần thì nó đã biến mất trong lần tra xét sau đó. Phù thủy ít khi được dùng như lý do giải thích cho những người trải nghiệm hiện tượng này, nhưng thậm chí ngày nay, những cơ chế tâm lý chính xác gây ra tình trạng tê liệt khi ngủ vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Hiện tại, điều có thể hiểu rõ là cơ bản, khi chúng ta mơ, hành động của ta bị giam cầm trong sự tưởng tượng của chính mình. Tất cả chúng ta đều có một cơ chế an toàn sẵn trong cơ thể mà bạn có thể xem nó giống như một cầu giao điện, nhanh chóng khóa các tín hiệu chuẩn bị cho não bộ, không cho nó trở thành tín hiệu hành động. Cơ chế này bảo vệ ta khỏi việc hành động theo những gì xảy ra trong giấc mơ. Nhờ đó, khi bạn bị một con quái vật đuổi theo trong mơ, bạn sẽ không bật dậy và chạy đâm đầu vào tường, vào phòng ngủ, hay nói theo thuyết tiến hóa là không khiến bạn trở nên điên khùng. Tuy nhiên, não bộ của chúng ta là một hệ thống vô cùng phức tạp và những hiện tượng như bóng đè là những tình huống trục trặc thỉnh thoảng xảy ra. Một trong những sự bất thường được nhiều người biết đến là trạng thái mộng su, tức là khi một người đi bộ trong lúc vẫn đang ngủ, trạng thái xảy ra khi sự tê liệt giảm đi quá nhanh. Ngược lại, đôi khi tình trạng tê liệt vẫn tiếp tục thậm chí sau khi bạn đã tỉnh giấc. Điều này thường xảy ra ở ngưỡng giấc ngủ hoặc là khi bạn sắp thức dậy hoặc khi bạn sắp chìm vào giấc ngủ. Bạn có thể vẫn còn ý thức, mắt mở ra được nhưng hoàn toàn không thể di chuyển được cơ thể. Đây là một sự việc khá phổ biến nhưng trải nghiệm có thể khiến người ta sợ hãi. Những vấn đề như vậy có thể là hệ quả của sự gián đoạn giấc ngủ nói chung. Các nhà nghiên cứu cho thấy bóng đè có thể tái hiện lại với những người tham dự thí nghiệm khi họ liên tục bị đánh thức lúc đang ngủ sâu. Và bên ngoài phòng thí nghiệm thì điều này không hiếm gặp với những người từng trải qua tình trạng bị bóng đè trong đêm. Nếu bạn chưa từng bị như vậy thì hẳn bạn ít ra cũng quen biết ai đó từng gặp tình trạng này. Các chuyên gia ước tính đến 50% dân số bị tình trạng bóng đè ít nhất một lần trong đời. Một số người cho biết họ thường xuyên bị bóng đè về đêm. Thậm chí có thể những khảo sát hiện tại đã đánh giá thấp mức độ phổ biến thật sự của hiện tượng này vì vẫn còn nhiều kỳ thị với những trường hợp bị nói họ bị ảo giác và vì có nhiều quan ngại hiện tượng này có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh lý tâm thần hoặc lạm dụng thuốc. Trong thực tế, người khỏe mạnh vẫn có thể bị bóng đè và ảo giác dù không xảy ra hiện tượng bất thường nào về sức khỏe tâm thần hay lạm dụng thuốc. Hiểu rằng trải nghiệm này là bình thường có thể giúp xoa dịu những lo lắng kèm theo. Với bản thân mình, tôi có vài lần gặp phải bóng sáng những người không có mặt, tuy rằng họ chỉ xuất hiện chứ không làm gì. Cảnh tượng nhìn thấy những khối gạch rơi. Nhưng hãy quay trở lại trường hợp kỳ lạ ở Moscow. Tại sao ảo giác này lại xuất hiện dưới hình dạng Pokemon mà không phải là các sinh vật khác? Vì tính chủ quan rất cao, rất khó để nghiên cứu giấc mơ một cách khoa học. Làm sao bạn có thể thực nghiệm đo đạc ảo giác xảy ra khi hầu hết mọi người đều đang không tỉnh giấc và họ quên ngay lập tức khi thức dậy?
Trong thực tế, sự liên hệ giữa trò chơi điện tử và các giấc mơ là một trong những lĩnh vực nghiên cứu được ghi chép khá đầy đủ trong các trải nghiệm chủ quan của người ngủ mơ. Năm 2000, một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Harvard, Sir Robert Stigwell dẫn đầu đã báo cáo về những người tham dự nghiên cứu chơi trò chơi điện tử xếp gạch, Tetris, liên tục nói họ thấy những hình ảnh thôi miên liên quan đến trò chơi. Họ thấy những hình ảnh của các khối gạch đang rơi trước khi chìm vào giấc ngủ. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở các trò chơi điện tử khác như trò chơi trượt tuyết, mê cung ảo và thậm chí cả trò chơi dom. Bằng chứng này được sử dụng chứng minh cho ý tưởng rằng giấc mơ có thể có vai trò củng cố ký ức trong đời sống của ta khi thức. Củng cố là một cụm từ chỉ quá trình tăng cường và tăng sức mạnh của những ký ức mới có. Rất nhiều thí nghiệm cho thấy những người được giao những nhiệm vụ liên quan tới trí nhớ thường thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nếu họ được ngủ sau khi học. Có vẻ như mặc dù sau khi chúng ta đã trải qua quá trình học, não ta có thể vẫn sử dụng giấc ngủ như một không gian tập dượt để tập luyện giải quyết lại vấn đề. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.